Hello anh em, cửa hàng có mấy đôi cổ loa của Bose, hàng Mỹ xịn luôn, hàng bóc thùng anh em thấy này. Đấy, bóc thùng này, gửi bên Nhật về anh em nhé. Ở đây có cả đôi bộ phận tần, như bộ phận tần này giá khác, trưởng bán giá khác riêng, báo giá cổ loa riêng anh em nhé. Đấy, phần tần nó theo chạm loa luôn. Đây có mấy đôi chép Siriba 301 Siriba. Đôi này đẹp mê ly luôn anh em ạ. Cả báo giá chuẩn anh em là 1.8 triệu bao ship anh em nhá. 1.8 triệu bao ship. Đây còn cả chân zin đét nhá, hàng bóc thùng. Zin nguyên bản. Đấy. Cái đồ xịn này thì mua mở bóc thùng lẻ này thì cũng ít nơi có. Chẳng hạn mà anh em cũng có thể xem trên YouTube cũng thấy nhiều nơi bán, nhưng đó là cổ loa của Trung Quốc anh em nhé. Mặc dù họ vẫn nói là cổ loa hàng xịn nhưng không phải đâu. Nói anh em luôn là hàng xịn này nó tinh lắm. Có nghĩa là cái nhìn anh em nhìn những cái chi tiết của nó rất tinh. Đấy, ở đây này. Chi tiết nó rất tinh. Thì đây có một đôi nó bị móp do vận chuyển hoặc là nó sờn cái viền này một chút này. Thì giá 1.4 triệu cho anh em. Đây, một đôi này giá 1.4 triệu này. Kể cả nó rách nó không hỏng và nó không bị thay đổi chất âm anh em nhé. Qua nhìn vào thì nó không đẹp bằng đôi đẹp Meili thôi. Đấy. Đôi này mà không do vận chuyển thì nó đẹp lắm anh em ạ. Nó do vận chuyển nó đại không kỹ nó sụp vào. Đấy. Màu zin này đấy. Chất cho anh em bằng dính bên nước ngoài theo. Đây đôi chép 201 series 2. Đôi này báo giá cho anh em 1.2 triệu anh em nhé. Hàng xịn. Những cái đồ xịn thì nó phải có giá tương ứng với chất lượng, với cái chất của hàng xịn anh em nhé. Còn nhiều nơi thì cũng là hàng vớ vẩn nhưng mà cứ nói hàng xịn. Bởi vì cái hàng xịn thì nó khác hàng nhái. À đúng rồi, khác hàng nhái. Đây, đôi 201. Một đôi 201 bát. Một đôi bát 201 hàng zin nguyên bản luôn. Đôi này 2.5 triệu anh em nhé. 2.5 triệu. Bộ này nó có cả phân tần, hàng sẽ tháo và bỏ ra ở một clip khác báo giá anh em sau. Đây nó cũng bát 16 thôi nhưng nó có cả phân tần theo chiếu bóc nó lôi thùng thùng gửi bên Nhật về. Anh em lưu ý đôi này đẹp mê ly nhá, giá 1.8 triệu cho anh em bao ship. Đôi này giá 1.4 triệu bao ship. Anh em phải lưu ý đây là chép của đôi thùng series 3. Series 3 nó cực kỳ giá trị, nó đắt. Đây là đôi bầu loa bát của 201, 2.5 triệu. Còn cái này có cả phân tần này, bán cho anh em báo giá luôn cho anh em 3 triệu. Sinh năm 86 đấy. Có cả bộ phân tần. Cái này là phân tần của CD2, chạm loa CD2.